Nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược về tiêm chủng của Tổ chức Y tế Thế giới WHO khuyến cáo những người bị suy giảm miễn dịch ở mức từ trung bình đến nghiêm trọng nên được tiêm liều vaccine tăng cường, vì cơ thể của họ ít có khả năng sinh kháng thể đầy đủ nếu chỉ được tiêm vaccine theo liệu trình cơ bản, trong khi đây còn là những người có nguy cơ cao mắc COVID-19 thể nặng. Các chuyên gia WHO cũng một lần nữa nhấn mạnh, đây mới là những đối tượng nên được tiêm liều tăng cường, chứ không phải toàn bộ dân số nói chung. Việc tiêm mũi vaccine tăng cường cho những người có phản ứng miễn dịch đầy đủ giống như mặc hai áo phao cho một người, trong khi những người khác thì không có chiếc áo phao nào cả. Do vậy, chúng tôi đề xuất mặc thêm áo phao cho những người bị suy giảm miễn dịch trước tiên. Tuy nhiên, WHO cũng khẳng định quyết định cuối cùng liên quan đến mũi tiêm tăng cường phải do cơ quan có thẩm quyền của mỗi quốc gia đưa ra. Hiện một số nước như Mỹ, Italia, Pháp, Đức, Ireland đã chủ động triển khai tiêm mũi tăng cường, khu biệt cho đối tượng là những người suy giảm miễn dịch và cả người cao tuổi và những người sống và làm việc ở môi trường nguy cơ cao. Riêng Israel lại yêu cầu liều tăng cường cho tất cả mọi người và ra quy định mới về thẻ xanh COVID-19 rằng thẻ sẽ hết hạn sau mỗi 6 tháng, có nghĩa là ai cũng phải tiêm thêm một liều vaccine trong vòng 6 tháng kể từ mũi cuối cùng. Quy định mới này của Israel đã bị các nhà phân tích chỉ trích là có thể biến nước này thành nước tiêm vaccine COVID-19 nhiều quá mức cần thiết.